Kênh Thi cho biết, tại khu vực áp các cuộc đụng độ đã được quan sát dọc theo tuyến Semenipka-Berdichi. Được phá binh hỗ trợ ở phía tây Tonenke, lực lượng Moscow đang tiến về Umansky. Kênh Suri Yakamas đưa tin trên mặt trận Tây Bắc Donetsk, trong những giờ qua, Nga đã có những bước tiến mới ở làng Vodien, nằm ở tây nam áp Kênh Suri Yakamaps đưa tin ở tây nam Donetsk trong ba ngày qua, sau khi tấn công từ phía bắc, chiếm lĩnh vành đai rừng và từ phía nam, nơi đã nắm toàn quyền kiểm soát hệ thống chiến hào, lực lượng Moscow gia tăng áp lực đối với nhóm binh sĩ Kiev đang trấn thủ ở Novomikhailivka điều quan trọng cần lưu ý là các bước tiến của nga đang diễn ra dọc theo hai điểm cao mà việc chiếm được chúng sẽ khiến đối phương phải rút lui khỏi thị trấn này gây nguy hiểm nghiêm trọng cho yết hầu tiếp tế đến ukleda từ phía nam kosian theo kênh sgs trên mặt trận Zaporizhia, nga đang chinh phục các khu vực xa hơn hướng tới robotin hiện nay các mũi xung kích của họ đã ở gần tuyến đường tiếp tế chính của lực lượng kiev một khi bị đối phương cắt đứt thành công yết hầu này nhóm binh sĩ ukraine cố thủ ở thị trấn có thể sẽ phải rút lui do thiếu hậu cần. Kênh thứ ba gián tiếp xác nhận thông tin trên khi cho biết tại mặt trận Zaporizhia, lực lượng Kiev đang thiết lập tuyến phòng thủ thứ hai ở khu vực Odesa. Dường như động thái này là nhằm chuẩn bị cho một cuộc rút lui của các đơn vị đang bị ép mạnh ở Robotin. Quân đội Nga đang sử dụng ồ ạt UAV Lancet một cách hiệu quả nhằm phá hủy xe tăng thiết giáp của đối phương. Sergei Poletaev, nhà phân tích chính trị và quốc phòng Nga, nói với Sputnik, ai kiểm soát Chasovya sẽ có được lợi thế rất lớn trong toàn bộ khu vực xung quanh. Đây là một trung tâm phòng thủ của Ukraine. Bất cứ ai kiểm soát nó thực sự sẽ kiểm soát mọi thứ, toàn bộ hệ thống phòng thủ của phía bắc Donetsk. Chasovya nằm trên một ngọn đồi cách Bắc Mớt còn gọi là Artemovsk 7 km về phía Tây, được Nga kiểm soát vào tháng 5 năm 2023. Vị trí địa lý của thành phố khiến nó trở nên quan trọng từ quan điểm chiến lược vì nó nhìn ra khu vực xung quanh trong nhiều km. Quân đội Nga hiện chỉ cách thành phố chưa đầy 1 km. Khi lực lượng Nga đang tiến gần đến Chasovya, họ sẽ kiểm soát các tuyến đường chính chạy vào thành phố. Theo một quan chức do Moscow bổ nhiệm ở Donetsk, tầm quan trọng của khu định cư với tư cách là trung tâm quân sự của Ukraine đang mờ dần. Chuyên gia Poletaev lưu ý rằng hiện tại, cái gọi là cụm Slyansk và Kramatorsk, một chuỗi thành phố kéo dài và gần như liên tục, vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine. Đây là tuyến phòng thủ chính của Ukraine ở Donbass kể từ năm 2014. Nhà phân tích cho biết, theo đó để kiểm soát hoàn toàn Donbass, Nga cần phải chiếm được nó. Đây là một hoạt động rất nghiêm túc. Ngoại trừ cuộc đột kích bất ngờ vào tháng 2 năm 2022, Nga chưa tiến hành các hoạt động chiến lược có quy mô lớn như vậy. Do vậy, cần tạo điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ này. Một trong những điều kiện đó sẽ là đánh chiếm Chasovya. Trong bản tin mới nhất, kênh Thi Ba cho biết, tại khu vực Bắc Mớt, quân đội Nga đang tiến về phía Chasopya từ phía đông, tiến hành một cuộc tấn công bằng pháo hạng nặng vào các vị trí của đối phương trong tiểu khu Kanan. Ngoài ra, còn có các cuộc giao tranh ở khu rừng Stupki, Kolubovskie. Kênh Thi Ba đưa tin, lực lượng Moscow đang tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu đã xác định ở tiền tuyến Kharkov và Donetsk, buộc đối phương phải giảm cường độ pháo kích khu vực biên giới Nga. Trong khu vực Severs, các trận chiến giành vị trí đang diễn ra trên các đường tiếp cận màu đá vấn ở phía đông bên Belokorovka, cũng như trong khu vực Trạm Lọc. Kiev đang tập hợp một nhóm lực lượng ở hậu phương gần đó, có thể là để chuẩn bị cho một cuộc đột phá. Tại khu vực Kherson, thủy quân lục chiến Ukraine vẫn đang nắm giữ các vị trí ở đầu cầu Kyrinki và được tiếp tế bằng đường hàng không với các thiết bị được thả từ máy bay không người lái. Ukrainska đã đưa tin, báo cáo vào tối ngày 3 tháng 4 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trong ngày, 5 tư của đồng độ đã được ghi nhận, đối phương phóng 5 tên lửa, thực hiện 50 cuộc không kích và 37 cuộc tấn công từ hệ thống pháo tên lửa phóng loạt. Báo cáo có đoạn, trong 24 giờ qua, máy bay Ukraine tấn công 14 khu vực tập trung nhân lực, vũ khí trang bị và một hệ thống tên lửa phòng không của Nga. Các đơn vị tên lửa đã tiêu diệt hai khu vực tập trung quân, một hệ thống pháo binh, một trạm Dada, một trạm tác chiến điện tử và một điểm kiểm soát UAV của đối phương. Bộ tổng tham mưu khẳng định lực lượng của họ đã đẩy lùi các đợt tấn công của Nga ở Kupiansk, Liman, Bakhmut, Avdiivka, Novopavlovsk, Marinka. Trong ngày, đối phương không tiến hành các hoạt động tấn công theo hướng Odesky. Trên hướng Kherson, Nga không từ bỏ ý định đánh bật các đơn vị Kiev ra khỏi đầu cầu tà ngạn sông Dnipro với bốn đợt tấn công bất thành, báo cáo viết. Ukrainska Pravda đưa tin, trong bài phát biểu vào tối ngày 3 tháng 4, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine hiểu rõ lý do Nga sẽ gọi nhập ngũ thêm nhiều binh sĩ, Ông nói chúng tôi đang dần lên kế hoạch làm việc với các đối tác trong những tháng tới. Tháng 5 và tháng 6 sẽ trở thành thời điểm hoạt động vì lễ của Ukraine để đạt được các mục tiêu của chúng tôi trong cuộc chiến này. Chúng tôi hiểu rõ họ đang chuẩn bị những gì ở Nga, họ muốn gì, họ sẽ dùng phương thức nào để tập hợp binh lính. Ông nhấn mạnh, và chúng tôi, tất cả chúng tôi, những đối tác của mình phải có phản ứng mạnh mẽ trước các hoạt động của đối phương, bất kỳ hoạt động nào của Nga. Chúng ta phải thắng cuộc chiến này. Đây là cơ hội lịch sử của Ukraine và chúng ta có cơ hội này để tận dụng vì sự an toàn đáng tin cậy cho con em chúng ta. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng cho biết ông đã nghe một báo cáo dài và chi tiết từ Tổng tư lệnh Alexander Sisky về các hành động trong những khu vực trọng điểm, bảo vệ và củng cố các vị trí. Họ cũng thảo luận về các kế hoạch quan trọng trong hoạt động phòng thủ và giành thế chủ động trong tương lai gần. Trước đó ông Zelensky nói rằng Nga đang chuẩn bị huy động thêm 300.000 binh sĩ cho tới ngày 1 tháng 6. Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, tuyên bố này của tổng thống Zelensky là không đúng sự thật. Reuters đưa tin, người đứng đầu bộ ngoại giao Ukraine, Dmitry Kuleba tin chắc rằng phương Tây đã chuyển giao quá ít hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, mặc dù họ có 100 hệ thống như vậy. Theo Bộ trưởng Ukraine, ông dự định nêu vấn đề về hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot trong mọi cuộc họp với các đồng nghiệp sẽ diễn ra trong hai ngày, ngày tới tại Brussels. Nga đã tăng cường tấn công vào các thành phố và cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine trong những tuần gần đây, khiến gia tăng nhu cầu về các hệ thống phòng không của Kiev. Ông Kuleba nói, các đối tác đã cung cấp cho chúng tôi nhiều hệ thống phòng không khác nhau. Chúng tôi rất biết ơn vì điều đó, nhưng đơn giản là nói chưa đủ so với quy mô của cuộc chiến. Bộ trưởng Ngoại giao cho biết Ukraine cần thêm ít nhất là 5-7 hệ thống Patriot, nhưng các đối tác không muốn cung cấp chúng, mặc dù họ có hơn 100 hệ thống như vậy trong kho vũ khí của mình. Đây có phải là một vấn đề lớn hay không? Có thực sự không thể đáp ứng nhu cầu tối thiểu của Ukraine hay không? Ông Kuleba đặt câu hỏi và ông tin chắc rằng đây chỉ là vấn đề ý chí chính trị. Ngoại trưởng Kuleba cho biết, ông không hiểu tại sao các đồng minh vẫn chưa cung cấp thêm Patriot, đặc biệt là khi các đối tác của Kiev không phải đối mặt với mối đe dọa tên lửa mà Ukraine phải đối mặt hàng ngày. Tại Brussels, ông Kuleba đã thảo luận với Bộ trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski về cách Ba Lan có thể giúp bảo vệ Ukraine khỏi các cuộc không kích của Nga và bảo vệ tốt hơn không phận của mình. Ngoài ra, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Ukraine đã trao đổi về việc tăng cường phòng không với Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jos Manuel Albares. Army Inform đưa tin hôm 3 tháng 4 trích dẫn dữ liệu do tình báo quốc phòng Ukraine, gọi tắt là HUR, cung cấp, cho biết tính đến tháng 3, Nga có khoảng 100 tiêm kích Su-35, hơn 100 máy bay tiêm kích bom Su-34 và 7 máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm trên không A-50. Ukraine cho biết họ đã bắn rơi 13 máy bay Nga chỉ trong vòng 2 tuần vào tháng 2. Theo Bộ Quốc phòng, đây là số lượng máy bay lớn nhất mà nước này phá hủy trong một tháng kể từ tháng 10 năm 2022. Danh sách này bao gồm 10 chiếc Su-34, 2 chiếc Su-35 và thêm một máy bay A-50 thuộc loại hiếm. Ngoài ra, còn có một chiếc A-50 khác đã bị bắn rơi một tháng trước đó. Ba trong số 7 chiếc A-50 của Nga đang được sửa chữa và hiện đại hóa, theo HUR. Army Inform cho biết, hai máy bay đang ở nhà máy của công ty máy bay BDF ở Tanaro và một chiếc ở sân bay Ulyanovsk tại nhà máy sản xuất máy bay Aviasa. Yuri Ihanat, cựu phát ngôn viên không quân Ukraine cho rằng số lượng máy bay bị bán rơi, gia tăng là do các hệ thống phòng không được cung cấp bởi các đồng minh đã di chuyển đến gần biên giới hoặc tiền tuyến hơn sau quyết định của lãnh đạo cấp cao. Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, tổng thiệt hại của Nga trong cuộc xung đột tổng lực lên tới khoảng 672 máy bay, gồm 347 máy bay cánh cố định và 325 trực thăng. Tuy nhiên, con số trên không thể được xác minh độc lập. Europin Pravda đã đưa tin Tổng thống Estonia Alakaris nói rằng các nước phương Tây không nên đặt ra những hạn chế đối với sự hỗ trợ nào mà họ cung cấp cho Ukraine. Ông Karis chỉ ra rằng Nga không đặt ra giới hạn cho hành động gây hấn chống lại Nga, vì vậy chúng ta không nên đặt ra giới hạn về hỗ trợ cung cấp cho Ukraine. Tổng thống Estonia cho biết trong cuộc gặp với Thủ tướng Ukraine Denis Simhan, việc thiết lập các hạn chế hỗ trợ ép sẽ giúp Nga lên kế hoạch tấn công mạnh mẽ và lưu ý rằng ông coi các cuộc tấn công của Ukraine vào các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Nga là hợp pháp. Ông nhấn mạnh, tôi coi các cuộc tấn công của Ukraine vào các mục tiêu quân sự nằm ở hậu phương Nga là hoàn toàn hợp pháp. Điều này giúp làm chậm bộ máy quân sự của Nga. Một ngày trước đó, Estonia đã bày tỏ sự quan tâm đến việc tham gia sáng kiến của Séc liên quan đến việc mua đạn dược cho Ukraine. Kajip Independent đưa tin Tổng thống Volodymyr Zelensky và Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb đã ký thỏa thuận an ninh 10 năm giữa Ukraine và Phần Lan vào ngày 3 tháng 4. Theo thỏa thuận, Helsinki sẽ cung cấp cho Kiev hỗ trợ tài chính và quân sự lâu dài. Hai nước cũng dự kiến sẽ tăng cường hợp tác chính trị, tài chính, cải cách và nhân đạo. Ông Zelensky cho biết, thỏa thuận này chứng tỏ Phần Lan sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga. Phần Lan được cho là sẽ giúp xây dựng lại ngành năng lượng của Ukraine, đánh giá thiệt hại về môi trường do chiến sự gây ra và tăng cường bảo vệ biên giới cũng như là cơ sở hạ tầng quan trọng. Ukraine cũng đã ký các thỏa thuận an ninh song phương với Anh, Đức, Pháp, Đan Mạch, Canada, Ý và Hà Lan. Các thỏa thuận này dựa trên cam kết của nhóm K7 được đưa ra vào tháng 7 năm 2022. Ông Suk cũng công bố gói viện trợ quốc phòng thứ 23 cho Ukraine trị giá 200 triệu đô la Mỹ vào ngày 3 tháng 4, nâng tổng viện trợ quân sự của Phần Lan dành cho Ukraine lên khoảng 2,1 tỷ đô la Mỹ cũng như các đợt trước helsinki không tiết lộ nội dung của gói viện trợ gần đây nhất vì lý do an ninh